Bài 5. Cấu hình S trong của nguyên tử. Phần thứ nhất, đó là thứ tự mức năng lượng. Chúng ta hãy quan sát bảng sau đây. Đây là 1, 2, 3, 4. Đây chính là thứ tự lớp electron. Đây là lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư. Chúng ta đã học rồi. Lớp thứ nhất sẽ có một phân lớp là phân lớp S, 1S. Lớp thứ hai sẽ có hai phân lớp là S và P, tức là 2S và 2P. Lớp thứ ba gồm có ba phân lớp là 3S, 3P và 3D. Lớp thứ tư sẽ có 4 phân lớp là 4S, 4P, 4D và 4S. Thứ tự mức năng lượng sẽ đi từ dưới lên trên, có nghĩa là thứ tự mức năng lượng sẽ theo thứ tự 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 4D và 4S. Có một cái điều lưu ý ở đây, đó là ta thấy này, phân lớp 1S, 2S, 2P, lớp thứ nhất, lớp thứ hai, rồi đến sang lớp thứ ba là 3S, 3P, sau đó không đến 3D mà sẽ là 4S. 4S sẽ có mức năng lượng thấp hơn so với 3D, cho nên là 3D sẽ electron sẽ phải xếp ở lớp thứ 3, 4S trước rồi mới đến 3D, rồi mới đến 4P, 4D, 4F. Các electron sẽ xếp theo thứ tự các mức năng lượng từ thấp lên cao. Và theo thứ tự các em có thể ghi lại như sau: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, v.v. Phần thứ hai, đó là cấu hình electron của nguyên tử. Cấu hình electron của nguyên tử có quy ước sau đây. Thứ nhất, đó là số thứ tự lớp E được ghi trước bằng các số 1, 2, 3. Ví dụ như là 1S, 2S, 3S, v.v. gì đấy. Thì số 1, 2, 3 đây chính là số thứ tự lớp electron. Phần thứ hai là phân lớp thì được ghi bằng các chữ cái thường là S, P, D, F. Số electron được ghi bằng số ở phía trên bên phải của phân lớp. Tức là như vậy là để viết được cấu hình E thì có các thông số. Thứ nhất đó là số lớp này, số thứ tự của lớp. Thứ hai là tên phân lớp. Và thông số thứ ba đó là số electron ở trên mỗi phân lớp. Ví dụ như sau: nguyên tử Nari 2311. Đây là ký hiệu của nguyên tử Nari, gồm có số khối là 23. Số hiệu nguyên tử là 11. Số hiệu nguyên tử thì bằng với số proton, bằng với số electron, cho nên là số hiệu nguyên tử 11. Vậy Nari sẽ có 11 electron và 11 proton. Vậy thì số electron nó sẽ liên quan đến cấu hình E. Thì người ta sẽ viết được cấu hình electron của Nari như sau, đó là 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Như vậy là nhìn vào cấu hình này, chúng ta sẽ biết được những thông tin sau đây. Thứ nhất, đó là nguyên tử Nari gồm có 3 lớp, lớp 1, lớp thứ 2 và lớp thứ 3. Thứ hai là trên mỗi một lớp có các phân lớp nào. Ví dụ lớp thứ nhất sẽ có phân lớp 1S, lớp thứ hai sẽ có hai phân lớp là 2S và 2P. Lớp thứ ba chỉ có một phân lớp là phân lớp S. Và số electron ở trên mỗi lớp cũng như là phân lớp. Ví dụ như là số electron ở lớp thứ nhất là có 2 này. Số electron ở lớp thứ hai thì gồm có 2 cộng 6 bằng 8 này. Và số electron ở lớp ngoài cùng là 1 này. Người ta có thể viết gọi là neon 3S1, có nghĩa là neon ở neon có cấu hình là 1S2, 2S2, 2P6. Thì đến đây người ta viết tắt thành cấu hình của neon và 3S1 ở bên ngoài. Vậy thì cách viết như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái ví dụ tiếp theo. Đó là nguyên tử Fe26 có 26 electron, bởi vì số hiệu nguyên tử của Fe là 26, cho nên sẽ có 26 electron. Theo thứ tự
Mức năng lượng thì sẽ có các thứ tự đó là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4d6, 3d6. Tức là electron sẽ lần lượt điền vào các mức như thế này. Tuy nhiên thì đây là thứ tự mức năng lượng. Về cấu hình electron thì nó có hơi khác một chút so với lại cái thứ tự mức năng lượng. Ở đây đó chính là thứ tự của 3d và 4s. Theo thứ tự mức năng lượng thì electron sẽ điền vào phân lớp 4s trước, sau đó còn lại bao nhiêu sẽ điền vào phân lớp 3d. Nhưng khi viết cấu hình electron thì người ta sẽ viết theo lần lượt thứ tự các phân lớp trên các lớp. Như vậy sẽ là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 đến đây. Sau đó người ta sẽ đổi lại 3d6 lên trước để liền với các phân lớp của lớp thứ ba, rồi mới đến phân lớp 4s2. Và số electron ở phía trên này, đây chính là các số ở phía trên này chính là số electron ở trên mỗi phân lớp. Còn số đằng trước này thì là số thứ tự của các lớp. Và trên mỗi một lớp sẽ có các phân lớp nào thì cấu hình electron sẽ cung cấp rất rõ. Vậy thì các bước viết cấu hình electron như sau. Thứ nhất đó là xác định được số electron trong nguyên tử. Thì thông thường nhất thì số electron sẽ bằng với số proton, bằng với số hiệu nguyên tử và bằng với số đơn vị điện tích hạt nhân. Bốn giá trị đều bằng nhau. Thứ hai là biểu diễn sự phân bố electron theo thứ tự mức năng lượng. Theo thứ tự mức năng lượng mình hình dung là giống như kiểu là mình đi từ bậc thang thấp rồi đến bậc thang cao. Thì ta có các electron sẽ điền lần lượt theo các mức năng lượng, theo các phân lớp này. Lưu ý đó là phân lớp S thì chỉ tối đa được 2e. Phân lớp P điền được tối đa 6e. Phân lớp D điền được tối đa 10e và phân lớp F thì tối đa được 14e. Vậy thì các electron sẽ phải điền đầy đủ hết tối đa các phân lớp ở mức năng lượng thấp rồi mới đến chuyển sang phân lớp ở mức năng lượng cao hơn cho đến khi hết số electron ở bước thứ nhất thì thôi. Ví dụ như sau. Sau đó nếu như giả sử mà điền tới phân lớp 3D thì chúng ta đổi lại phân lớp 3D sẽ đứng trước 4S để theo đúng thứ tự của các phân lớp trên cùng một lớp. Ví dụ viết cấu hình electron của nguyên tử hydro có Z bằng 1. Như vậy Z bằng 1 thì rất đơn giản, có một electron. Như vậy là sẽ điền một electron đấy thì sẽ điền vào phân lớp 1s. Phân lớp 1s tối đa được hai electron. Nhưng mà bây giờ chỉ có một electron thôi cho nên là sẽ có nên là nguyên tử hydro sẽ có cấu hình là 1s1. Heli Z bằng 2. Như vậy hai electron sẽ điền vào phân lớp 1s 1s2 chứ không phải là bây giờ Z bằng là 1s1 rồi là 2s1 vân vân, mà phải điền tối đa được các phân lớp ở mức năng lượng thấp rồi mới chuyển lên các mức năng lượng cao nếu còn. Tiếp theo Li-ti Z bằng 3. Thì bây giờ 3 electron sẽ phân bố lần lượt, đầu tiên 2 electron sẽ điền vào phân lớp 1s bởi vì tối đa của phân lớp S là có 2. Sau đó đang ban đầu có 3 đã dùng mất 2 cho nên là điền mất 2 rồi, cho nên còn một electron sẽ điền vào phân lớp 2s. Như vậy là 1s2, 2s1, ta thấy 2 cộng 1 sẽ bằng 3. Hoặc là heli 2s1. Sở dĩ vì sao heli 2s1? Bởi vì ta thấy 1s2 chính là cái phần đầu tiên này, chính là cấu hình của heli, cho nên người ta có thể viết tóm lược lại thành heli 2s1. 2s1 này là của lớp bên ngoài của heli, của li-ti. Của clo Z bằng 17. Z 17 bằng 17 như vậy là có 17 electron. 17 electron sẽ sắp xếp lần lượt vào các phân lớp. Đầu tiên là phân lớp 1s sẽ là 1s2. Đó là như vậy là đã điền được 2. Tiếp 2s2. S tối đa được 2, như vậy đã dùng 2 cộng 2 là 4.
cộng tiếp 2P, P tối đa được 6 electron, cho nên điền tiếp vào đây là 6. Ta như vậy là đã dùng mất 4 cộng với sau đây là 10. 10 như vậy tổng vẫn còn 17 cơ, cho nên điền tiếp 3S. 3S tối đa được 2 cho nên sẽ là 3S2. Đã dùng như vậy là đã điền 12. Còn lại 5. Mà ta thấy 3P thì điền được tối đa là 6, cho nên 3P sẽ là 3P6. 3P5, cô xin lỗi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Như vậy là tổng 2 cộng 2 cộng 6 cộng 2 cộng 5 sẽ tổng bằng 17. Và như vậy cờ lo sẽ có 3 lớp. Lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Chúng ta hãy quan sát bảng cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố từ nguyên tố thứ nhất đến nguyên tố thứ 20 như sau. Thứ nhất đó là Z. Cột thứ nhất đó là số hiệu nguyên tử. Số hiệu nguyên tử này chính là số thứ tự của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tên nguyên tố lần lượt là hydro, heli, lithi, beri, bor và carbon. Ký hiệu hóa học lần lượt như sau. Số electron trên mỗi một lớp, lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba và lớp thứ tư. Cấu hình electron. Hydro Z bằng 1 cho nên sẽ là 1S1. Heli Z bằng 2 cho nên sẽ là 1S2. Lithi tương tự 1S2, 2S1. Beri Z bằng 4, 1S2, 2S2. Bor Z bằng 5. Vậy thì 5 electron, 1S2, 2S2, 2P1. Lớp thứ nhất có 2 electron, lớp thứ hai có 3 electron. 1 cộng 2 cộng 1 bằng 3. Carbon Z bằng 6 cho nên sẽ có 2 phân lớp. Lớp thứ nhất có 2, lớp thứ hai sẽ có 4 electron. Tương tự như vậy. Ở đây có một điều đây, đó là trong 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn thì tối đa trong mỗi một lớp là sẽ chỉ có 8 electron. Tối đa trong 20 nguyên tố đầu, tối đa trong một lớp sẽ chỉ có 8 electron. Ví dụ như như lớp thứ hai đây có 2S2, 2P6, 2 cộng 6 bằng 8. Hoặc lớp thứ 3 như 3S2, 3P6. Vậy 2 cộng 6 bằng 8. Chỉ có tối đa trên mỗi một lớp là 8 electron. Và người ta nghiên cứu thấy rằng như thế này. Những nguyên tố nào mà cấu hình electron lớp ngoài cùng, cô đang nói là lớp, lớp tức là số ngoài này. Lớp thì có, trong một lớp thì có thể có nhiều phân lớp đúng không ạ? Và số thứ tự của lớp thì bằng với số thứ tự của phân lớp. Thì lớp số electron ở trên lớp ngoài cùng mà bằng 8 thì đó là những nguyên tố bền và người ta gọi là khí hiếm hay còn gọi là khí trơ. Ví dụ như số 10 là neon. Chúng ta quan sát này, 1S2, 2S2, 2P6. Nguyên tố này thì nguyên tử của nguyên tố này thì gồm có hai lớp, đó là lớp thứ nhất và lớp thứ hai. Lớp thứ nhất thì gồm có 2 electron, lớp thứ hai gồm có 8 electron. Không, lớp thứ ba không có, lớp thứ tư không có. Như vậy lớp ngoài cùng là có 8 electron. Neon nó là một khí hiếm. Tiếp theo, một nguyên tố nữa đó nguyên tố argon. Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3S2, 3P6, lớp ngoài cùng là lớp thứ ba. Có 8 electron. Như vậy là nguyên tố neon và nguyên tố argon người ta gọi là khí hiếm. Khí hiếm. Tiếp theo ạ. Các nguyên tử, nguyên tố mà có một electron lớp ngoài cùng thì 2, 1, 2 hoặc là 3 electron lớp ngoài cùng thì đó sẽ là kim loại. Ví dụ như bảng này ta thấy này, có nari, cấu hình electron lớp ngoài cùng đấy ạ, là 1 electron, magie là 2, nhôm là 3. Rồi tiếp theo kali lớp ngoài cùng là 1, canxi lớp ngoài cùng là 2. Có nghĩa là các electron mà các nguyên tử mà có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng thì nó sẽ là kim loại. Vậy magie, nari, magie, nhôm, kali, canxi thì đều có 1, 2 hoặc là 3 electron lớp ngoài cùng. Cho nên là đối với trong phạm vi 20 nguyên tố đầu tiên này thì những nguyên tố nào mà có số electron lớp ngoài cùng là 1, 2, 3 thì nó sẽ là kim loại. Tiếp theo ạ. 5, 6, 7
electron lớp ngoài cùng sẽ là phi kim. Ví dụ như trường hợp số 15 này, phosphor, lưu huỳnh, clo, 5, 6, 7 electron, 5, 2 cộng 3 bằng 5, 2 cộng 4 bằng 6, 2 cộng 5 là 7, 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng. Hoặc là trường hợp thế này, nitơ, oxy, phlo, 5, 6, 7. Đây chúng ta nhìn thấy 2 cộng 3 bằng 5, 2 cộng 4 bằng 6, 2 cộng 5 bằng 7, vân vân. Thì nó sẽ là phi kim. Như vậy trường hợp ở đây nó sẽ chia ra làm 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cô giới thiệu là neon và argon, số electron lúc ngoài cùng là 8. Thì đây sẽ là khí hiếm, có 1, 2, 3 electron lúc ngoài cùng thì sẽ là phi kim, à sẽ là kim loại. 5, 6, 7 electron lúc ngoài cùng, 5, 6, 7 sẽ là phi kim. Đây chính là đặc điểm về cấu hình electron nguyên tử. Và một cái nữa đó là chúng ta thấy này, người ta phân chia ra làm có 4 loại nguyên tố. Nguyên tố thứ nhất đó là nguyên tố S. Nguyên tố S là nguyên tố mà electron cuối cùng điền vào phân lớp S. Ví dụ như hay hydro, ví dụ như heli, ví dụ như lithi, ta thấy, rồi là beri. Ta thấy electron cuối cùng điền vào phân lớp S. Phân lớp S. Phân lớp S. Chúng ta nhìn vào cấu hình thì đây sẽ là nguyên tố S. Vậy thì tương tự, nguyên tố P sẽ là nguyên tố mà electron cuối cùng sẽ điền vào phân lớp P, như là 2P1, 2P2. Đấy. Tiếp. Rồi là nitơ, rồi là oxy, rồi là phlo thì đều gọi là nguyên tố P, tức là có electron cuối cùng điền vào phân lớp P. Natri, magie, electron cuối cùng điền vào phân lớp S, như vậy hai nguyên tố này sẽ là phân lớp S, nguyên tố S. Nhôm, silic, phosphor, lưu huỳnh, clo, electron cuối cùng điền vào phân lớp P, cho nên là sẽ là gọi là nguyên tố P. Thế tương tự định nghĩa thì nguyên tố D và nguyên tố F. Nguyên tố D là nguyên tố mà nguyên tử của nó có electron điền cuối cùng điền vào phân lớp P, phân lớp D. Và tương tự phân lớp F cũng tương tự. Chúng ta sẽ có một số các định nghĩa. Nguyên tử có electron cuối cùng trên phân lớp P được gọi là nguyên tử của nguyên tố P. Nguyên tử có electron cuối cùng trên phân lớp D là nguyên tử của nguyên tố D. Nguyên tử có electron cuối cùng trên phân lớp F là nguyên tử của nguyên tố F. Vậy đặc điểm của lớp electron lớp ngoài cùng. Đối với các nguyên tử của các nguyên tố thì số e lớp ngoài cùng nhiều nhất là 8. Đây là cô nói lại là áp dụng đối với trong 20 nguyên tố đầu tiên. Các nguyên tử có 8 electron ngoài cùng thì đều rất bền vững và gọi là khí hiếm. Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng là nguyên tố kim loại. Cô nói nhấn mạnh là lớp ngoài cùng, chứ không phải là phân lớp ngoài cùng, mà là lớp ngoài cùng. Tiếp, các nguyên tử có 6, 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng là nguyên tố phi kim. Các nguyên tử mà có 4 electron lớp ngoài cùng có thể là phi kim, có thể là nguyên tử kim loại. Đây cô mới đề cập đến 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Còn trường hợp có 4 electron lớp ngoài cùng thì nó có thể là phi kim hoặc có thể là kim loại. Bài tập vận dụng như sau. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau, cho biết đó là nguyên tố nào. Nguyên tố S, P, D hay F. Thứ nhất, nhôm có Z bằng 13. Như vậy số hiệu nguyên tử bằng 13 cho nên sẽ có 13 electron. 13 electron. Tiếp theo. Như vậy là cô sẽ hướng dẫn đầu tiên nhôm Al, Ti, Z bằng 3, 22. Đầu tiên là nhôm. Nhôm có Z bằng 13 cho nên là sẽ có 13 electron. 13 electron thì thứ tự sẽ điền đầu tiên 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Như vậy tổng ở đây đã là có 12. Còn một electron nữa sẽ điền vào phân lớp 3P1. Như vậy là
đã đủ đảm bảo là số atom là bằng 13. Như vậy là nguyên tử, nguyên tố natri này sẽ có 3 lớp. Và nhôm sẽ là nguyên tố P, bởi vì electron cuối cùng điền vào phân lớp P. Các em nhớ là phân lớp S sẽ chỉ tối đa được có 2E, phân lớp P sẽ tối đa được 6E. Tiếp theo, Ti, Z bằng 22. Theo thứ tự mức năng lượng thì đầu tiên chúng ta sẽ điền 22 electron vào lần lượt các phân lớp có mức năng lượng từ thấp đến cao, 1S2, 2S2, 2P6, như vậy đây là đã điền được 10. Tiếp 3S2, 12, 3P6, 18, 4S2, 3P6 rồi đến 4S2 là đã điền được 20. Còn lại 2 electron là 3D2. Như vậy là tổng ở đây sẽ là 22 electron. Và Ti sẽ là nguyên tố D. Nguyên tố D, bởi vì electron cuối cùng điền vào phân lớp D. Cấu hình electron thì chúng ta sẽ đổi vị trí của 3D2 và 4S2, đổi nguyên vị trí còn vẫn giữ nguyên số electron trên phân lớp đó, để đảm bảo là cấu hình electron sẽ viết lần lượt các phân lớp trong các lớp. Như vậy sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 rồi đến 3D2, 4S2. Tiếp theo, nguyên tử Z bằng 11 thuộc loại nguyên tố nào? A là S, B, P, C là D và 4 là F. Như vậy chúng ta có thể viết cấu hình ra thì ta sẽ viết này: 1S2, 2S2, 2P6. Như vậy là đã điền được 10. 10 như vậy 2P6 rồi đến 3S. 3S vậy thì tối đa liền được 2, nhưng bây giờ chỉ còn có 1 electron thôi, cho nên 3S1, vậy thì đó sẽ là nguyên tố S. Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh Z bằng 16 là gì? Thì chúng ta vẫn cứ viết lần lượt theo thứ tự 16 electron. Ta thấy này, như ở A ta sẽ loại, bởi vì ta thấy này, 3S1 loại, bởi vì 3S thì phải điền được tối đa là 2 electron, S phải điền được tối đa 2, trong khi đó S1 vẫn còn chưa bão hòa mà đã điền đến 3D5 rồi, như vậy là sai. Câu số ý B, ta thấy tổng Z bằng 16 cho nên sẽ có 16 electron. Ta thấy ý B, 2 cộng 2 cộng 6 bằng 10, 10 cộng 2 bằng 12, cộng 4 bằng 16, như vậy câu B này là đúng. Chúng ta hãy thử xem ý C tại sao sai. Ý C tổng cũng sẽ bằng là 16, nhưng ở đây là 3S6, mà S phân lớp F chỉ tối đa điền được 2E, còn lại bao nhiêu thì mới nhảy sang phân lớp 3P, như vậy là 3S6 là sai. Tiếp D tổng cũng sẽ bằng 16, nhưng ta thấy 3S3, 3P3, 3S chỉ tối đa được 2, mà ở đây điền 3 electron. Nguyên tử M có cấu